Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố quý 3 năm 2021. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Qua lắng nghe trao đổi các vấn đề nổi lên trong quý 3 và 9 tháng năm 2021, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố theo chức năng nhiệm vụ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý tư và một số chủ trương quan trọng theo chương trình công tác. Trong đó, lưu ý tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tập trung triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, thích ứng an toàn linh hoạt với COVID-19, tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, quan tâm các vấn đề nguồn lực lao động, đào tạo lao động. Nhấn mạnh cái vai trò của cấp ủy, của người đứng đầu cấp ủy trong tác phòng chống dịch sắp tới, toàn diện trên các lĩnh vực, chứ không nhất thiết chỉ dừng lại ở chủ trương chính sách. Kể cả trong cái kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thì cấp ủy các cấp phải thường xuyên sát sao, chặt chẽ và trực tiếp chỉ đạo cái việc này trong cái điều kiện mới. Trong cái phòng chống dịch thì tôi lại lưu ý thêm một lần nữa là cái đảm bảo an sinh xã hội này. Các cái đối tượng yếu thế, các đối tượng bị tổn thương sau dịch đó, cũng phải rà soát lại cho nó tổng thể, không để trường hợp nào thật sự quá khó khăn sau cái ảnh hưởng dịch bệnh này. Cái vấn đề thứ hai là nỗ lực quyết tâm cao hơn để mà thực hiện tốt các cái nhiệm vụ ở mức cao nhất trong năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, rà soát đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, nghị quyết 119 của Quốc hội, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, thường xuyên nắm chắc, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, nhất là liên quan đến khiếu nại, tố cáo, không để kéo dài trở thành điểm nóng.